Người Việt mình bị dính một cái là khi bạn chọn cái chuyên môn mạnh của bạn là bóng đá, xong vĩnh cửu bạn làm bóng đá. Vậy đôi khi người ta chọn chuyên môn mạnh bóng đá là người ta vào người ta đá bóng, rồi người ta giỏi, người ta khẳng định, xong người ta làm đội trưởng đội bóng đá để quản lý tổ chức đá bóng, xong rồi lên huấn luyện viên, xong huấn luyện viên xong nếu có tiền mình lại mua lại câu lạc bộ và mình là chủ tịch câu lạc bộ. Thì đích đến của họ là chủ tịch câu lạc bộ, chứ đích đến của họ không phải vào để đá bóng. Rồi, xin chào các bạn. Chúng ta sang cái chương tiếp theo là chọn nghề và chọn trường. Thì trong cái chọn nghề thì có cái câu hỏi đầu tiên mà chúng ta đặt câu hỏi là tôi nên chọn nghề gì? Nên chọn nghề gì? Thì các bạn phải hình dung thế này. Bản chất đích đến của chúng ta, tôi vẽ lại nhé. Đích đến của chúng ta là ước mơ. Ước mơ. Đấy. Ước mơ có 10 tỷ, ví dụ thế, năm 35 tuổi. Đấy. Thì đương nhiên bạn phải xác định được gì ạ? Vị trí làm việc. À, vị trí làm việc để có được cái ông này. Thì vị trí làm việc của mình phải là chủ doanh nghiệp chẳng hạn, hay là tổng giám đốc. Đấy. Nhưng để có được cái vị trí làm việc này, thì bạn cần phải có một cái khung năng lực. Khung năng lực là quản trị, là tài chính, là nhân sự, là kinh doanh. Đấy, bắt buộc bạn phải có đủ khung năng lực này thì bạn mới đảm bảo để làm chủ doanh nghiệp. Khung năng lực căn bản. Thế thì muốn ra được, bạn chui vào bất cứ một khung năng lực nào thì nó lại có hai món. Một là món chuyên môn. Ví dụ bạn làm quản trị thì chuyên môn của bạn phải học về quản trị kinh doanh chẳng hạn, quản trị doanh nghiệp chẳng hạn. Nhưng trong cái chuyên môn của quản trị này thì bạn để làm được cái vị trí to như thế này thì bạn lại phải có, đây là cái chuyên môn nghề, và có cái năng lực tổ chức. Đấy. Và tất nhiên dưới này cũng có chuyên môn nghề, cũng có tài chính này, cũng có chuyên môn nghề, nhân sự cũng có chuyên môn nghề và năng lực tổ chức. Thế tuy nhiên bây giờ bạn học nghề là bạn phải chui vào học một chuyên môn nghề gì đó. Và đây chính là chọn nghề. Đây là chuyên môn về tài chính. Đây là chuyên môn về nhân sự. Đây là chuyên môn về kinh doanh. Thế cho nên là bạn mới chọn cái nghề là chuyên môn là học quản trị doanh nghiệp. Chuyên môn là học quản trị tài chính. Chuyên môn là học quản trị nhân sự. Chuyên môn là học quản trị kinh doanh. Đấy, nó mới sinh ra các cái nghề chuyên môn. Nhưng mà để làm được nghề chuyên môn này thì nó đòi hỏi hai yếu tố. Một là cái năng lực học. Năng lực học. Thì xin chia sẻ với các bạn là phần lớn con người chúng ta không phân biệt về trí tuệ. Cứ bạn tập trung vào cái gì thì dứt khoát bạn sẽ có năng lực cái đó. Tôi lấy ví dụ một số bạn học văn dốt ở trường, là không phải là bạn học văn dốt mà bạn thích môn toán hơn, cho nên bạn dành thời gian cho môn toán và bạn bỏ môn văn, cho nên văn của bạn dốt thôi. Cho nên là nhưng không phải là bạn học văn dốt mà do bạn không dành thời gian cho học văn. Cũng tương tự như ngày tôi đi học ngày xưa cũng vậy, là tôi học toán lý hóa tốt là vì tôi tập trung cho môn toán lý hóa, chứ không phải tôi ngu văn. Ngu văn mà bây giờ tôi đứng tôi nói với các bạn được như thế này à? Ngu văn mà tôi viết được những cái bài báo ở trên báo à? Ngu văn mà tôi có thể nói thuyết trình được trước đám đông à? Thế thì không thể nói là ngu văn được, mà chẳng qua là lúc bây giờ mình chưa tập trung vào môn đó. Cho nên tôi khẳng định là cái năng lực học này của các bạn là hoàn toàn giống nhau. Nhưng nó liên quan yếu tố, cái năng lực này là phần lý thuyết, và nó yêu cầu thêm một cái phần tố chất nữa. Cái tố chất là cái khả năng mà sử dụng cái lý thuyết này này để ứng dụng vào đời sống. Thì cái này người ta gọi là tố chất. Cho nên là học về khung năng lực của quản trị là đòi hỏi cái tính gì ạ? Tư duy mục tiêu, tổng hợp. Khung năng lực của tài chính thì đòi hỏi cẩn thận, tỉ mỉ. Thì mới dùng được cái kiến thức này. Còn mà anh học toán rất giỏi nhưng anh không cẩn thận thì anh cũng không làm được tài chính, bởi vì nó sẽ điền nhầm số. Vì anh làm ẩu.
hay là không năng lực chuyên môn kinh doanh chẳng hạn, là kiến thức kinh doanh là anh hoàn toàn học được, anh biết là bán hàng tác động vào đâu, tác động vào đâu. Nhưng mà cái tố chất của anh là anh không chịu giao tiếp. Anh biết giao tiếp nhưng anh không chịu giao tiếp thì anh cũng không làm được. Vậy thì cái đấy nó gọi là tố chất. Vậy thì từ đấy các bạn với căn cứ vào cái tố chất mà tôi đã làm ở cái chương trước ấy, thì bạn xem là cái tố chất của mình là cái gì, thì bạn sẽ xác định chuyên môn nghề cái đó. Thì cái đó là bạn nên chọn nghề theo hướng đấy. Nhưng bản chất khi bạn chọn một cái nghề là bạn chọn cái ưu thế đầu tiên mà bạn gia nhập nó một cách dễ dàng. Tôi lấy ví dụ, bạn muốn vào câu lạc bộ thể thao, vào một cái câu lạc bộ thể thao, tức là vào một cái câu lạc bộ thể thao của trường. Nhưng trong câu lạc bộ thể thao của trường nó có cả bóng bàn, có cả bóng đá, có cả bóng rổ, ví dụ thế. Thì bắt buộc bạn phải chọn một cái chuyên môn mạnh thể thao nào đó của bạn để bạn chui vào đó, thì người ta mới nhận bạn vào câu lạc bộ chứ. Vậy thì trong bóng rổ, trong bóng đá, trong bóng bàn chẳng hạn, thì đương nhiên bạn có tố chất giỏi bóng bàn hơn, thì bạn tham gia vào câu lạc bộ này. Đây, tôi tạm gọi đây là câu lạc bộ. Tạm gọi đây là câu lạc bộ. Vậy thì khi bạn có cái tố chất của bóng bàn thì bạn chui vào câu lạc bộ bóng bàn thì bạn sẽ khẳng định mình nhanh hơn. Nhưng nếu bạn có tố chất là bóng đá thì bạn chui vào cái chuyên môn bóng đá thì nó sẽ nhanh hơn. Nhưng cái đích của bạn không phải là vào đấy để đá bóng. Tức là bạn học nghề kinh doanh là triết lý của bạn vào đấy không phải để đi bán hàng. Bạn học nghề nhân sự không phải vào đấy để bạn làm chuyên môn về nhân sự. Bạn học tài chính không phải vào đấy làm chuyên môn cộng trừ các con số. Mà mục tiêu của bạn là bạn học vào chọn một cái mạnh nhất vào học, xong sau đó bổ sung những cái thứ yếu sau. Rồi cuối cùng bạn lên vị trí này. Cho nên người Việt mình bị dính một cái là khi bạn chọn cái chuyên môn mạnh của bạn là bóng đá, xong vĩnh cửu bạn làm bóng đá. Vậy đôi khi người ta chọn chuyên môn mạnh bóng đá là người ta vào người ta đá bóng, rồi người ta giỏi, người ta khẳng định, xong người ta làm đội trưởng đội bóng đá để quản lý tổ chức đá bóng, xong rồi lên huấn luyện viên. Xong huấn luyện viên xong, nếu có tiền mình lại mua lại câu lạc bộ và mình là chủ tịch câu lạc bộ. Thì đích đến của họ là chủ tịch câu lạc bộ, chứ đích đến của họ không phải vào để đá bóng. Các anh chị hiểu chưa? Và trong cái câu lạc bộ, chủ tịch một cái câu lạc bộ, chủ tịch một cái câu lạc bộ, thì trong đó có thể có cả bóng rổ, có thể cả bóng chuyền, có thể cả bóng bàn. Nhưng anh đi vào bóng đá thì anh khẳng định mình nhanh hơn. Nhưng mà nếu anh đá bóng, tố chất của anh đá bóng, mà anh lại nhảy vào câu lạc bộ bóng bàn, thì mãi anh không trở thành cầu thủ giỏi và không bao giờ lên đội trưởng. Mà không lên đội trưởng thì khỏi lên gì, huấn luyện viên. Không lên huấn luyện viên thì không lên được chủ tịch. Tất nhiên bạn sẽ đặt câu hỏi là nếu tôi có tiền tôi mua lại như Abramovich thì hoàn toàn được. Nhưng trong trường hợp này chúng ta đang bàn đến câu chuyện chúng ta phải đi từ gì ạ? Đi từ con số 0 đi lên. Rồi, vậy thì bản chất là chúng ta soi vào tố chất. Thì cái này tôi đã hướng dẫn kỹ rồi. Thì bạn soi vào tố chất để bạn đi chuyên môn gì. Nhưng tôi nhắc lại là nó không phải là thứ mà bạn sẽ làm cả đời này. Và cái việc mà bạn chọn đúng cái nghề phù hợp với tố chất của bạn thì nó giúp cho bạn khẳng định mình nổi bật trong vòng 3 năm đầu ngay khi bạn làm nhân viên. Và sau đó bạn lên trưởng phòng, sau đó bạn lên gì ạ? Giám đốc, sau đó bạn lên chủ tịch. Đấy, thì từng bước như vậy chúng ta phải làm rõ cái lộ trình con đường mình đi để mình biết mình gì ạ? Hoạch định. Đấy, thì chia sẻ với các bạn như vậy. Thì như vậy các bạn chọn được cho tôi một cái nghề. Vậy thì nghề tài chính cũng được, nghề kinh doanh cũng được, nghề gì ạ? Quản trị doanh nghiệp cũng được, mà nghề nhân sự cũng được. Và quan trọng nhất, nghề nó phù hợp với tố chất của bạn để nó tạo ra đà cho giai đoạn 1. Còn sau đó giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì mình bổ sung dần. Và nên nhớ con người ta không có phân biệt là bạn giỏi hay bạn dốt được, mà chỉ phân biệt được là bạn dành thời gian cho nó bao nhiêu để bạn giỏi thôi. Đấy, cho nên là không có nói là bạn không có khả năng tài chính. Tôi tin là bạn có, vấn đề bạn có dành thời gian cho nó không. Mà cũng không thể nói là nếu tôi giỏi tài chính thì tôi không có tố chất của kinh doanh. Không phải, là vì bạn chưa rèn luyện sang cái tố chất khác. Cho nên con người ta tố chất hoàn toàn có thể rèn luyện được. Đừng bị những cái thứ mà họ đẩy vào người mình một cái niềm tin tiêu cực là mình không làm được việc đó. Các bạn xóa ngay cho tôi cái suy nghĩ mà người ta cài vào đầu mình cái việc đấy. Nó rất là nguy hiểm. Bởi vì như tôi chẳng hạn thì bắt buộc tôi phải có tất cả những cái tố chất. Cái tố chất của quản trị là dính vào con số, là dính vào cái độ máu lửa, là dính vào thuyết trình. Lãnh đạo là phải biết thuyết trình.
Cái tố chất của anh làm nhân sự là phải hiểu người, hiểu mình và biết tương tác, giao tiếp. Cái tố chất của anh làm kinh doanh là phải gì ạ? Phân tích được sản phẩm, đánh giá được nhu cầu, xây dựng được quy trình. Thì tôi cũng phải biết làm chứ. Cái tố chất của tài chính là phải cộng, trừ, nhân, chia nhanh. Như vậy văn toán lý hóa giỏi tất. Và phải gì ạ? Phải rèn luyện. Nhưng mà nếu một lúc mà mình học 20 môn mà giỏi hết thì không có thời gian, cho nên bắt buộc mình phải sắp xếp thứ tự ưu tiên. Cái gì mạnh thì mình gì giải quyết trước. Cũng như đi vào một mâm cơm ăn buffet vậy, cái gì ngon thì mình phải gì xơi trước đã. Chứ không ăn rau xong nó no xong ra ngoài không ăn được nữa thì sao. Rồi ok, thì như vậy là chúng ta chọn được cái nghề. Vậy thì sang đến cái bước thứ hai là nếu chọn được nghề rồi thì mình nên chọn trường nào để bắt đầu cái nghề của mình cho nó thuận. Thì mời bạn qua bài tiếp theo. Vậy tôi chọn trường như thế nào? Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam là môi trường dành cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có khát vọng trở thành doanh nhân thành công và hạnh phúc trong tương lai. Tìm hiểu ngay để làm chủ ước mơ doanh nhân. Liên hệ website truongdoanhnhanceouvietnam.edu.vn hoặc hotline 1800 577 7722. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc. Website truongdoanhnhanceouvietnam.edu.vn, hotline 1800 577 7722, nhánh 1, 2.